khi con đường này là nó chưa được mở ra ấy, thì ở đây người dân là đi lại bằng đò, thế nên là rất vất vả. Thế sau khi con đường này được mở ra thì nói chung là nó đỡ nhiều. Thế sau khi bây giờ lại còn được nâng cấp đi nữa thì nó càng tốt hơn. Giá cả hàng hóa người dân người ta làm ra bán nó cũng được giá. Đấy, nó không như là trước kia nó vận chuyển thương lái thì người ta chặt đầu chặt đuôi nó cũng hết. Đơn vị thi công đã cùng với lại đơn vị tư vấn giám sát cũng như là chủ đầu tư đã tập trung kiểm soát cái vật liệu đầu vào cũng như là các cái nhà thầu phụ để đảm bảo chất lượng công trình, và cũng như là nhân lực thì tăng cường cán bộ kỹ thuật cũng như là công nhân kỹ thuật lành nghề để thi công đảm bảo chất lượng đối với lại công trình. Đầu tư tư vấn sát thành công thì đang rất là nỗ lực tiến hành thi công là càng ca tối để có thể là đưa công trình vào hoàn thành sử dụng vào 30 tháng 6 theo đúng tiến độ đã được ủy ban tỉnh chấp thuận. Và đồng thời thì hiện nay thì trên công trường là đang yêu cầu nhà thầu tăng thêm 2 mũi thi công nữa và đầu tuyến và cuối tuyến.